Bạn có bao giờ tự hỏi bản thân, tại sao không thấy thực sự hạnh phúc? Thiếu thốn thì rất khổ, mà dư giả thì cũng chẳng vui. Làm lương tháng 5 triệu thì buồn, mà kiếm được 50 triệu hay nhiều hơn nữa, nhiều người cũng không cảm thấy mãn nguyện. Dường như theo đuổi hạnh phúc luôn là một mục tiêu vĩnh hằng của con người, giống như câu nói của triết gia nổi tiếng người Mỹ Emerson. Chúng ta có đủ lại kỳ vọng trong cuộc sống, nhưng chúng ta chưa bao giờ thực sự sống. Xã hội ngày càng tiến bộ, những mặt hàng xa xỉ thời ông bà ta ngày trước bây giờ đã trở thành những món đồ dùng bình thường trong mọi gia đình. Chúng ta có điều kiện sống tốt hơn, khỏe mạnh hơn, sống thọ hơn người xưa. Đáng lý ra phải hạnh phúc hơn, nhưng tại sao trong thâm tâm của chúng ta vẫn không thực sự cảm thấy vui vẻ? Tại sao vậy? Có lẽ bạn sẽ tìm thấy câu trả lời cho mình trong cuốn sách Flow, Khám phá con đường bí mật hạnh phúc của tiến sĩ tâm lý học tích cực người Mỹ gốc Hungary Mike Hurley. Mike Hurley đã nghiên cứu tâm lý thông qua góc nhìn khoa học, để bạn có thể biết cách làm thế nào tìm thấy hạnh phúc thực sự của cuộc đời. Nếu bạn đã từng đọc cuốn sách nổi tiếng như Happier, Learn the Secrets to Daily Joy and Lasting Fulfillment, tạm dịch là Hạnh phúc hơn, học những bí mật để thưởng thức cuộc sống và giữ gìn cảm nhận hạnh phúc, hay cuốn sách Tư duy nhanh và chậm, cuốn sách Con đường chẳng mấy ai đi, thì tác giả của những cuốn sách này đều viết ra kết luận và dựa vào kết quả nghiên cứu từ cuốn sách Flow. Nói đúng hơn, Flow không phải là một cuốn sách về tâm lý học mà là một tác phẩm khoa học, bởi vì nó sử dụng rất nhiều các phương pháp khảo sát nghiên cứu để giải quyết vấn đề mà từ trước đến nay người ta vẫn chưa định nghĩa xác định hay trả lời được câu hỏi hạnh phúc là gì. Vậy, làm sao để có thể sống hạnh phúc? Mike Hurley cho rằng, hạnh phúc đến từ trật tự bên trong nội tâm của chúng ta. Để giải thích điều này, Mike Hurley đã dùng một khái niệm từ vật lý học là entropy. Entropy có nghĩa là độ hỗn loạn trong một hệ thống tách biệt. Có thể nói rằng, toàn bộ thế giới xung quanh chúng ta, từ vi mô đến vĩ mô, đều có sự hiện diện tính chất hỗn độn này. Cơ thể của chúng ta, từ các phân tử và nguyên tử li ti không bao giờ đứng yên. Hay các hành tinh, hệ mặt trời, các thiên hà cũng chuyển động không ngừng trong vũ trụ. Và entropy cũng xảy ra trong chính nội tâm của chúng ta. Chúng ta rất dễ bị hỗn loạn. Hỗn loạn ở đây nghĩa là chúng ta rất dễ bị chi phối bởi cảm xúc và suy nghĩ từ nhiều mong muốn, dục vọng trong đời. Mike Hurley gọi nó là psychic entropy, nghĩa là độ hỗn loạn trong tâm thần. Độ hỗn loạn này tăng cao là nguyên nhân khiến chúng ta không dễ dàng có được hạnh phúc. Vậy, những điều gì khiến chúng ta ngày càng làm tăng độ hỗn loạn để rồi không tìm thấy được hạnh phúc cho bản thân? Sự hỗn loạn này đến từ hai khía cạnh. Đầu tiên, đó chính là sự hỗn độn đến từ vũ trụ. Trong cuốn sách Con đường chẳng mấy ai đi, có nói rằng trái đất vốn không phải được thiết kế cho loài người. Mẹ thiên nhiên luôn tìm cách khiến loài người sống không được thoải mái. Chỗ thì lạnh quá, chỗ thì nóng quá, chỗ thì động đất, chỗ thì núi lửa. Con người luôn phải tìm cách chống chọi với thiên nhiên để có thể sinh tồn. Sức ảnh hưởng của chúng ta tới thiên nhiên là vô cùng nhỏ bé. Nói cho cùng, cố gắng sinh tồn cả đời, đến phút chót chúng ta cũng phải nghe theo quy luật của vũ trụ. Tất cả chúng ta cuối cùng cũng sẽ trở về với cát bụi. Vậy, để sống hạnh phúc chỉ có thể được quyết định bằng sự phản ánh từ tâm hồn và những trải nghiệm trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Sự hỗn độn thứ hai đến từ chính bản thân chúng ta. Và lòng tham không đáy là yếu tố đầu tiên gây nên sự hỗn loạn này. Làm lụng cả đời, phấn đấu cả đời này để có được gì? Có lẽ hầu hết mọi người trong chúng ta đều cảm thấy mơ hồ về việc này. Chúng ta luôn lấy kết quả đạt được thứ gì đó làm thước đo đánh giá chất lượng của cuộc sống. Tuy nhiên ham muốn là luôn luôn không ngừng tăng cao. Việc theo đuổi nâng cao đời sống vật chất là một mục tiêu vô tận, càng giàu thì lại phải giàu hơn. Chúng ta luôn cảm thấy không bao giờ là đủ. Suy cho cùng, chỉ khi cảm giác vui vẻ trong quá trình trải nghiệm thì chúng ta mới thực sự hạnh phúc. Nhưng đáng tiếc, chúng ta lại dồn hết tâm trí cho những mục tiêu mà không thể tận hưởng khoảnh khắc của hiện tại. Thứ hai, chúng ta rất dễ bị phân tâm. Khi ngồi học hay làm việc, chúng ta luôn để bản thân bị bủa vây bởi mạng xã hội, điện thoại, game, các tab không liên quan.
Thực tế, chúng ta đang sống trong sự vận hành của entropy và chính bản thân của chúng ta cũng đang làm độ hỗn loạn này tăng cao. Chẳng lẽ chúng ta lại để cuộc đời mình bị nhấn chìm bởi sự hỗn loạn entropy sao? May thay, vũ trụ tuy hỗn độn nhưng vẫn có quy luật của nó. Có âm thì có dương, có entropy thì cũng có phản entropy. Ví dụ cơ thể của chúng ta bị lão hóa theo thời gian, nhưng hàng ngày chúng ta dưỡng da, tập luyện thể dục nhằm làm chậm quá trình lão hóa, đây chính là cách phản entropy. Hay khi chúng ta rối bời tâm trí, chúng ta thường viết nhật ký để giải bày cho thoải mái hay đúc kết các kinh nghiệm, thì đó cũng là cách chúng ta phản entropy. Vậy, mấu chốt để sống tốt hơn chính là khả năng phản entropy của chúng ta. Mà muốn phản entropy, quan trọng là phải tập trung và trải nghiệm ở khoảnh khắc hiện tại, chứ không phải đặt nặng về kết quả, mục tiêu từ những ham muốn. Trải nghiệm này, Mike Hurley đặt tên là trải nghiệm tối ưu hay còn gọi là flow, dòng chảy. Có được trải nghiệm tối ưu, chúng ta sẽ có được hạnh phúc. Vậy, flow cụ thể là gì? Và cần có điều kiện gì để đi vào trạng thái flow? Flow là một trạng thái diễn ra khi tâm trí ta đắm chìm hoàn toàn vào hành động mà bản thân đang thực hiện. Đó là những việc mà bạn cảm thấy thú vị và có tính sáng tạo, khiến bạn khi làm quên cả thời gian, thậm chí quên cả bản thân. Để có được trạng thái flow, cần phải có 5 điều kiện sau. Thứ nhất, bạn phải yêu thích những gì bạn làm. Đó là những công việc bạn chủ động làm chứ không phải do bắt buộc. Thứ hai, bạn phải có một số kỹ năng nhất định, có khả năng thành thạo những gì bạn làm. Thứ ba, đó là những hoạt động có tính thử thách nhưng không phải là quá thách thức, độ khó có thể hơn một chút so với khả năng hiện tại của bạn. Thứ tư, sau khi thực hiện xong, cần phải có phản hồi và có phần thưởng khích lệ định kỳ. Và thứ năm, có mục tiêu rõ ràng và nắm được bước tổng quát để có thể hoàn thành. Khi đáp ứng được 5 điều kiện kể trên, bạn sẽ dễ dàng đi vào trạng thái dòng chảy. Bây giờ bạn hãy ngẫm nghĩ thử xem, chắc hẳn bạn cũng đã từng chơi một trò chơi điện tử yêu thích nào đó. Qua việc xét 5 điều kiện kể trên, có phải lúc chơi game bạn cũng đang đắm chìm vào trạng thái flow không nhỉ? Điều kiện đầu tiên, game thật sự thú vị, bạn rất yêu thích chúng. Điều kiện thứ hai, khi bắt đầu chơi game, bạn hoàn toàn có thể điều khiển được thao tác và dần thành thạo chúng. Điều kiện thứ ba, các cửa ải trong game là những thử thách được thiết kế từ dễ đến khó, chúng luôn kích thích bạn tiếp tục chơi nữa. Thứ tư, và mỗi lượt vượt qua một cửa ải, bạn lại có một phần thưởng nào đó. Và thứ năm, khi bạn chơi game, trong đầu bạn luôn có một mục tiêu rõ rệt, có thể là giải cứu công chúa hay tiêu diệt lũ yêu quái. Tuy nhiên, có thể bạn sẽ đặt ra câu hỏi là, vậy chơi game hay những trò vui tiêu khiển, thậm chí là cá độ, đánh bài, những hoạt động này chúng ta đều rất nhập tâm, thì cũng đem lại hạnh phúc, phải vậy không? Không đơn giản là như vậy. Muốn có được hạnh phúc, bạn cần phải thỏa mãn một yếu tố vô cùng quan trọng khác. Đó là bạn phải thực hiện hoạt động nào đó khiến bản thân trở nên có giá trị và cảm nhận được sự khác biệt so với người khác. Thế nên, những trò vui tiêu khiển hay cá độ thực chất không đem lại giá trị khác biệt cho bạn. Tuy nhiên ở đây có một điều thú vị là, nếu như trạng thái flow có từ việc chơi game, vậy tại sao chúng ta không thử đưa trải nghiệm flow từ game để ứng dụng vào trong học tập hay công việc? Vậy cụ thể chúng ta phải ứng dụng như thế nào? Sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các bước dễ dàng đạt được trạng thái flow trong học tập và công việc. Tại sao chúng ta hay trì hoãn công việc và dễ dàng bỏ cuộc? Có thể là vì công việc ấy quá khó đối với chúng ta. Nhưng ngược lại, cũng có trường hợp khi làm việc chúng ta cảm thấy thờ ơ và dễ chán, là vì công việc ấy quá đơn giản đối với ta và nó thường lặp đi lặp lại. Chính vì thế, trước khi làm một việc gì, đánh giá đúng năng lực của bản thân để lựa chọn công việc là hết sức quan trọng. Việc chọn đúng công việc với khả năng sẽ khiến bạn yêu thích công việc hơn và dễ dàng đi vào trạng thái flow hơn. Đây là bước thứ nhất, nhận biết và đánh giá đúng năng lực của bản thân. Có rất nhiều người trẻ khi tốt nghiệp, ra trường hay làm trái ngành, làm những công việc không đúng với chuyên môn, hay cũng có nhiều người rất nhiều năm làm một công việc mà mình không hề yêu thích,
Tuy nhiên, vì sức ép từ sinh tồn của cuộc sống hay là tuổi tác không cho phép nhiều người được lựa chọn nghề nghiệp lại từ đầu. Vậy làm sao khi đối mặt với những công việc không phù hợp với bản thân, chúng ta vẫn có thể cảm nhận được flow? Trước hết, quan trọng nhất là bạn phải điều chỉnh lại tâm thái của bạn. Nếu không thể thay đổi được những gì trước mắt, hãy yêu thích những gì bạn phải làm, hãy tạo ra ý nghĩa cho chúng. Biến chúng trở nên có giá trị bằng cách tự tạo thêm những thử thách và nâng cao yêu cầu công việc lên. Tôi có quen một anh hàng xóm tên là Ca, làm nghề lái taxi, ngày nào thấy anh cũng rất yêu đời và tươi cười. Anh Ca tuy hồi trước làm nghề đi buôn nhưng có lẽ không có duyên với nghề, cứ làm là lỗ nên nhiều năm sau anh bỏ nghề rồi đi lái taxi. So với việc kinh doanh thì lái taxi là một nghề tương đối dễ hơn và có tính chất lặp lại. Nhiều tài xế khác chỉ vì mưu sinh cả ngày đầu tắt mặt tối ở ngoài đường với những con đường chạy đi chạy lại nên thường hay than thân trách phận, nhưng riêng anh Ca thì không như vậy. Anh ấy luôn tìm cách làm cho công việc của mình trở nên thú vị hơn. Anh Ca đặt ra những thử thách hay ho trong những ngày lái xe đã quá quen thuộc của mình. Ví dụ như để cải thiện mức độ hài lòng của khách hàng, anh quyết định ngoài việc lái xe an toàn thì sẽ thử thách bản thân bằng cách nâng cao khả năng bắt chuyện với khách hàng. Hôm nay thử thách khiến 3 người thấy vui khi nói chuyện, còn ngày mai là 4 người, ngày mốt là 5 người, và từng ngày các thử thách không ngừng tăng cao. Cứ như thế mỗi ngày làm việc của anh Ca đều trở nên thú vị, tràn ngập trong flow. Chính vì vậy, hãy tạo ra thử thách và đưa ra yêu cầu cao hơn nếu như công việc của bạn đang quá dễ so với bạn. Còn ngược lại, nếu như công việc hiện tại ngoài khả năng của bạn, bạn có thể chia nhỏ công việc lớn thành nhiều nhiệm vụ nhỏ và đặc biệt không ngừng học hỏi để nâng cao khả năng và kỹ năng của bản thân. Chẳng hạn như việc viết luận án quá khó, bạn hãy chia nhỏ chúng thành nhiều nhiệm vụ nhỏ. Ví dụ mỗi ngày viết 200 đến 500 chữ thôi, bên cạnh đó để viết tốt hơn bạn cần không ngừng nâng cao khả năng đọc. Tóm lại, bước quan trọng thứ hai để có được flow là biến công việc hiện tại trở nên thú vị. Nếu quá dễ, hãy tăng thêm thử thách. Nếu quá khó, hãy chia nhỏ nhiệm vụ và không ngừng học hỏi để nâng cao năng lực của bản thân. Và bước thứ ba là một bước vô cùng quan trọng để đi vào trạng thái flow, đó chính là tập trung tuyệt đối. Có một câu nói rất hay, bạn kiểm soát được sự tập trung là kiểm soát được cả cuộc đời. Khi thế giới có quá nhiều trải nghiệm hỗn độn và đan xen, khi vừa làm việc mà bạn vẫn phải xem camera xem con bạn ở nhà trẻ đang như thế nào, hay khi vừa ngồi vào học cũng không thể nhịn nổi phải lướt Facebook, xem TikTok, rồi chẳng hề biết bạn đã tốn rất nhiều thời gian. Cuộc sống có quá nhiều thứ khiến độ entropy của bạn tăng cao và chúng ta dần bị nhấn chìm trong sự phân tâm. Cách duy nhất để giải quyết đó là bạn phải lấy lại trật tự trong nội tâm. Bằng cách chỉ tập trung vào một công việc duy nhất bạn đang làm ở khoảnh khắc hiện tại mà thôi. Đọc sách là đọc sách, không Facebook, không TikTok. Viết báo cáo là viết báo cáo, không nói chuyện phiếm với đồng nghiệp. Không chỉ đối với công việc và học tập, mà kiểm soát sự tập trung trong mọi khía cạnh của cuộc sống cũng sẽ đem lại cho bạn sự giải phóng không nhỏ trong cảm xúc. Bạn sẽ luôn tìm thấy dòng chảy flow dù là ở việc nhỏ nhất. Khi bạn ăn cơm, hãy tập trung ăn cơm. Khi đi bộ, hãy tập trung đi bộ. Hay khi nói chuyện với người yêu, với cha mẹ mình, hãy tập trung lắng nghe thay vì lướt điện thoại trên tay. Kiểm soát sự phân tâm, sống với hiện tại có thể khiến mỗi phút giây trong cuộc sống của bạn đều có thể tập trung hoàn toàn năng lượng và bạn sẽ chìm mình trong dòng chảy flow của chính mình. Khi đó, cuộc đời bạn sẽ thực sự hạnh phúc và ý nghĩa. Tóm lại, để có thể sống hạnh phúc trong đời, bạn cần phải tìm cách phản entropy bằng cách khiến bản thân tìm thấy dòng chảy flow trong mỗi việc bạn làm. Điều đầu tiên là bạn cần phải nhận biết được năng lực của bản thân, đi tìm được mục tiêu và ý nghĩa cho mỗi việc mình làm. Điều thứ hai, tự tạo ra những thú vị trong từng trải nghiệm. Và cuối cùng là hướng đến sự tập trung, sự chú ý, nhấn chìm bản thân vào khoảnh khắc của hiện tại. Hy vọng rằng mỗi người trong chúng ta sẽ mau chóng tìm thấy một trạng thái sống tràn ngập trong flow để hạnh phúc và mọi điều mong muốn đến trong tầm tay. Cảm ơn bạn đã lắng nghe kênh chia sẻ kiến thức cùng bạn tiến bộ mỗi ngày của Better Version. Nếu bạn thấy nội dung của Better Version có ích, hãy ủng hộ chúng mình bằng nút like và hãy nhấn nút đăng ký, mở nút thông báo để không bỏ lỡ các video tiếp theo của chúng mình.
Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.